Ở đề bài cho như sau này, hỗn hợp x gồm có C2H4 này, C3H4 và C4H4 có tỷ khối của x so với hiro là bằng 22, đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam x trong oxy dư, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 100 ml dung dịch chứa 23 giờ là BH lần và NaOH. Với sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dung dịch thu được thì có khối lượng giảm đi m gam so với dung dịch ban đầu. Thế vậy mình nhận thấy ở đây hỗn hợp x của chúng ta, này, nó có ba chất CH4, C3H4 và C4H4 thì cả ba này đều có H4. Thế vậy thì công thức chung của nó có dạng là CN trung bình H4. Đúng nào? Khi nó là C trung bình H4 rồi thì mình sẽ có ở đây là m lớn của x. Chúng ta hãy để ý nhé, m lớn của x này là bằng 44, đúng không? 44. 44 thì bằng cái gì? Bằng 12 nhân n trung bình, 12 nhân với n trung bình cộng với đây là có 4 hiđro thì đây sẽ cộng 4 và dễ dàng mình có được giá trị của n trung bình bằng, để cho mình cùng bấm nhé. Ở đây sẽ là 44 này trừ đi 4 này chia cho 12 thì thấy ra đây là 10/3, n trung bình bằng 10/3. Đó. Thế vậy chất của chúng ta có đây đó là cái chất đó là C10/3H4. Đó, 10/3. H đây sẽ là H4. Và anh này có khối lượng, vâng, mình biết được m lớn thôi, m lớn của nó bao nhiêu nhỉ? Mình sẽ đây m lớn 44 thôi, mà số mol khối lượng của x mình biết thì vậy số mol của x mình sẽ dễ dàng suy ra được. Số mol của x bằng số mol của x sẽ bằng 2,64, 2,64 này chia m lớn là 44 thì anh này bằng 0,06 mol. Anh này sẽ bằng 0,06 mol. Anh này đốt trong oxy, thì sẽ thu được sản phẩm cháy gồm có CO2 và HCO. 0,06 mà nhân với 10/3 thì anh này sẽ ra được bao nhiêu? 0,06 này nhân với 10 chia 3 thì sẽ bằng 0,2 mol CO2. Còn anh nước này sẽ bằng 0,06 nhân 4 chia 2 thì anh nước này sẽ bằng 0,12 mol. Đó. Người ta sục toàn bộ cái sản phẩm cháy là CO2 này và HCO này vào trong dung dịch nước vôi, và trong ở đây là gồm có BaOH lần. BaOH lần. BaOH lần đây là 0,1 mol, 0,1 mol. Và một kiềm nữa, kiềm đây đó là NaOH. NaOH cũng bằng 0,1 mol. NaOH cũng bằng 0,1 mol. Và đây mình sẽ thống kê này. Tổng số mol OH trừ, tổng số mol OH trừ trong kiềm thì bằng 0,1 nhân 2 cộng 0,1 nhân 1 thì đây nó sẽ bằng 0,3 mol. Còn số mol của CO2 như chúng ta đã biết ý, thì là bằng 0,2 mol. Và mình thấy rằng cái tỷ lệ này, số mol của OH trừ, số mol OH trừ chia cho số mol của CO2 nó nhỏ hơn 2 và lớn hơn 1 thì mình sẽ dễ dàng suy ra được là bài tập này sẽ, và bài toán này sẽ sinh ra hai gốc muối là gốc HCO3 trừ và gốc CO32 trừ. Và cái gốc CO32 trừ này bấm rất là nhanh, mình chỉ việc lấy số mol của OH trừ trừ đi số mol của CO2 sẽ ra được số mol CO32 trừ bằng 0,1 mol các bạn ạ. Và tại sao lại mình lại quan tâm đến anh CO32 trừ là bởi vì CO32 trừ nó liên quan đến kết tủa. Và kết tủa là ai? Kết tủa là BaCO3, nó được tạo bởi hai ion là Ba2 cộng và CO32 trừ. Anh kết tủa này thì Ba2 cộng được bao nhiêu? Ba2 cộng là 0,1 và CO32 trừ đây mình vừa tính cũng là 0,1. Thế vậy kết tủa đây sẽ là 0,1, đúng chưa ạ? Và người ta hỏi cái gì ạ? M dung dịch giảm thì bằng cái làm nó giảm trừ đi cái làm nó tăng. Cái làm nó giảm là m kết tủa, kết tủa đây sẽ là 0,1 nhân với 197 trừ đi cái làm nó tăng là m của CO2 cộng với m của nước. CO2 là 0,2 nhân 44, nước ở đây sẽ là bằng 0,12 nhân 18 bằng 0,1 này nhân 197 này, 0,1 nhân với 197 trừ đi 0,2 nhân với 44 trừ đi 0,12 nhân 18 thì thấy ra được anh này là 8,74. Kết quả sẽ bằng 8,74 gam. Và đáp án cần khoanh của tập này mình chọn là A.